Xin chào anh em. Thì vừa rồi mình có làm một cái clip Kia Morning đời 2020 phiên bản X-Line. Thì hôm nay có cơ hội được trên tay cái mẫu Kia Morning All New 2020 nhưng với phiên bản GT Line. Hai cái phiên bản này, GT Line với X-Line nó cùng một giá với nhau, đó chính là 439 triệu. Nhưng mà về cái mỹ quan cũng như cái vẻ mà thân thiện á, thì mình có cảm giác là mình thích cái mẫu GT Line hơn. Thì có rất là nhiều các bạn chia sẻ là cái mẫu X-Line nó phù hợp cho nam tính, còn cái mẫu GT Line nó phù hợp cho mấy chị em hơn. Nhưng mà cá nhân mình thấy thì hai mẫu này nó có thay đổi một chút cái đường nét, nhưng mà đối với cái mẫu GT Line thì nó tạo cái cảm giác thiện cảm hơn cho người nhìn. Nó thiện cảm như thế nào và nó thân thiện ra sao đối với nam hay là nữ, thì bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi clip của mình ha. Thì cũng như thường lệ, mình sẽ đánh giá từ phần ngoại thất cho đến phần nội thất, cũng như cho các bạn một cái nhìn tổng quan hơn đối với hai cái phiên bản của mẫu xe Kia Morning All New 2020 ha các bạn. Rồi bây giờ xin mời các bạn cùng theo chân mình ha. Thì trước mặt các bạn đây là mẫu xe Kia Morning All New đời 2020 phiên bản GT Line. Màu này là màu vàng. Cái màu này rất là cho các bạn dễ lầm tưởng đối với cái màu xanh mạ nữa. Thì đối với cái đời Morning All New này các bạn, thì nhà phân phối đã tung ra rất là nhiều màu. Các màu nhìn nó rất là trẻ trung và nhìn nó sáng sủa lắm, nó năng động lắm. Thì trước mặt các bạn đây, không biết là khi mà lên clip nó có ra đúng cái màu không. Cái màu mà các bạn đang xem ở trên clip là màu màu vàng nha các bạn, còn màu xanh mạ là nó khác nữa đó. Bây giờ mình sẽ nói sơ một chút về phần đầu xe. Thì ở phần đầu xe được chia ra hai tầng. Phần trên đó chính là mặt ca lăng nối liền với bộ đèn trung tâm. Thì đây là thiết kế mũi hổ đặc trưng của Kia rồi ha. Đây, các bạn nhìn bộ đèn trung tâm đó. Và ở trên phiên bản Kia Morning All New thì các bạn sẽ có đèn daylight ha. Và đèn daylight là đèn LED. Tuy nhiên đèn pha với đèn code á, thì vẫn là đèn halogen rosetta ha. Rồi, và ở phần mặt ca lăng ở dưới thì có trang bị cho các bạn ha, bộ đèn sương mù. Và đây chính là cái điểm khác biệt giữa phiên bản X-Line với phiên bản GT Line. Phiên bản GT Line thì nó sẽ có cái kiểu dáng hình dạng như hình thang ở dưới, cân đối xứng hai bên đó, và cái đèn sương mù nằm ở trong đó. Hiện ra cái chóa đèn luôn nha các bạn, chứ nó không có cái gương chạy lại đâu nha. Nó cho các bạn cái chóa đèn luôn và đèn bi nằm ở trong đó, đèn halogen nằm trong. Rồi, và cái tầng trên á, thì cái mặt ca lăng mũi hổ nó được thiết kế đi xuyên suốt với bộ đèn đó. Các bạn nhìn thấy cái thân rơm này nè đó, ở trong cái bộ đèn nó cũng có một cái thân rơm để nó có một cái nhìn cho các bạn nhìn cảm giác là cái mặt nạ ở cái phần trên nó liền mạch hơn, từ cái bộ đèn nó nối với cái mặt ca lăng qua cái đèn bên kia đó, để Phương đi một vòng cho các bạn dễ hình dung ha. Đó, nghĩa là trong bộ đèn nó cũng đã có một cái thanh mạ rơm như thế này để cho các bạn nhìn xuyên suốt, để cho cái phía đầu xe nhìn nó gọn gàng và nó đồng bộ với nhau hơn. Xuống dưới mặt dưới thì các bạn sẽ có hai lỗ thông gió ha, ở mặt dưới và mặt trên này. Tuy nhiên ở đây ngay cái mặt nạ chỗ đen này nó làm một cái khoảng trống dữ quá, cảm giác cái phần đầu nó hơi ngập ngợp cái đầu xe ha. Rồi, cái điểm lưu ý ở đây là các bạn thấy cái bản GT Line sẽ khác với X-Line, đó chính là cái đèn sương mù. Hai cái đèn sương mù nó hiện cái chóa luôn nha các bạn, chứ nó không phải có cái gương bịt lại đâu. Và cái dàn bumper của cái trên phiên bản GT Line này nhìn nó rất là thể thao. Đó, các bạn nhìn nè, có lỗ thông gió ở phía trước ở bên hông nè ha. Rồi, các bạn sẽ có một cái bumper đi theo hông xe nữa nè, để cho Phương vào bên kia cho các bạn dễ thấy. Rồi, và trên cái mẫu xe Kia Morning All New này thì các bạn sẽ có cảm biến trước sau ha.
Rồi tiến qua phần hông xe thì các bạn sẽ được trang bị một cái bộ mâm 15 inch thiết kế rất là mạnh mẽ ha. Phương chủng như trong cái clip của khi mà Phương nói về cái phiên bản X-Line thì cái thiết kế của cái mâm này nó cũng hao hao như cái phiên bản xe Seltos. Đó, đó là bộ mâm xe. Rồi, tổng quan phần thân xe. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy rõ ràng là trên phiên bản GT Line này thì thiết kế cái phần hông xe nó đồng bộ với nhau và nó đẹp hơn, chứ không như phiên bản X-Line. Cái phiên bản X-Line các bạn sẽ có một cái thanh nhựa ngay cái cửa đúng không? Thì còn bây giờ qua phiên bản GT Line nó sẽ có một cái bumper đi kèm theo nè, đó, thấy không? Và các bạn sẽ có điểm nhấn là một cái thanh nhựa. Tuy nhiên cái phần sơn của cái thanh nhựa này nó cũng là sơn bóng nên có cảm giác là nó không phải là, có nghĩa là nó đồng bộ đồng màu với màu xe ha, chất liệu sơn như nhau, chứ nó không có một cái thanh nhựa giống như phiên bản X-Line. Nên chính vì vậy mà Phương đã nói là Phương sẽ có thiện cảm hơn đối với cái phiên bản này nè. Các bạn nhìn lại nè, đó, các bạn nhìn cái phần hông xe này. Không, đó, nó gắn thêm một cái phần body theo, nhìn rất là đẹp. Và các bạn sẽ được gương chiếu hậu thì các bạn sẽ có gập điện, chỉnh điện, có tích hợp đèn xi nhan rẻ ha. Và đặc biệt tay nắm cửa các bạn sẽ là mạ rôm hình oval, rất nổi bật, rất gọn gàng và đơn giản nhưng mà nhìn nó đẹp, tinh tế. Đó là những gì mà cái phần hông xe ở trên phiên bản này. Tuy nhiên đối với cái mẫu Morning nói riêng hay nói với Kia nói chung thì cái mà mình lưu tâm để ý thường xuất hiện ở trên đối với hãng xe Kia là bốn cái hốc bánh đó các bạn. Kia hình như nó lười trang bị những cái bộ ví dụ như là cái bộ vải hay là cái bộ nhựa để lót ở trong bốn cái hốc bánh, thì thường nó chỉ tập trung hai bánh trước còn hai bánh sau bỏ ngỏ luôn các bạn. Nè, điển hình các bạn coi nè, không các bạn hiểu ý mình không? Đối với những cái mẫu xe khác thì nó sẽ có một cái lớp vải ở đây ha, còn đối với Kia là để chống lốc luôn. Chính vì vậy thì nó sẽ làm cho cái độ ồn nó tăng lên đáng kể ha. Và có thêm một cái đặc biệt nữa là hai bánh trước thì trang bị thắng đĩa và hai bánh sau đó là phanh tang trống. Rồi tiến tới phần đuôi xe. Phần đuôi xe thì các bạn sẽ có một cái bộ đèn hậu full LED. Đó, các bạn sẽ có đèn thắng, các bạn sẽ có cảm biến lùi, các bạn sẽ có camera lùi. Camera lùi được đặt ở một cái vị trí rất là tinh tế, nằm ở trong cái tay nắm mở cốp sau luôn nha các bạn. Đây, camera lùi đây, logo đặt chưa. Và trên nóc các bạn sẽ có một cái anten vây cá. Đó. Và cái phần đuôi xe của cái phiên bản GT Line này nó cũng đẹp hơn cái bản X-Line nữa. Đó, các bạn nhìn nè, nhìn nó cái bumper ở đằng sau nó rất là gọn gàng, có hai cái đèn phản quang. Đó. Và đây logo New Morning, và bên đây là phiên bản GT Line ha. Và chúng ta sẽ có ba cái cảm biến lùi, chỗ này chúng ta sẽ gắn biển số và cái bumper của cái đuôi, thiết kế giả ốc hai bồn nhưng thực chất nó chỉ có một bồn. Đuôi xe thiết kế gọn gàng, đẹp, có những khoảng trống nhìn rất là mát mắt, gọn đẹp, không có gì phải bàn cãi. Rồi đó là tổng quan đối với cái phần ngoại thất. Nôm na thì nó cũng như phiên bản X-Line nhưng có một số cái điểm nhấn mà Phương cần nhấn mạnh, đó chính là cái bumper. Bumper phần hông nè, các bạn nhìn cái phần hông là rõ nhất. Đó. Rồi kế đến cái phần đuôi, cái thiết kế của cái phần bumper đuôi. Đó, nhìn cũng khá đẹp. Tay nắm cửa mạ rôm.
là chúng ta sẽ có một cái bumper đầu đó. Nhìn rất là đẹp ngầu. Tuy nhiên có cái chỗ này nè, cái chỗ này cái khoảng trắng đen của nó dày quá, cái mặt đen của nó dày quá đó. Ta sẽ có hai lỗ thông gió ở phía cái tầng dưới, và cái nhựa này là đen bóng nha các bạn, chứ không phải đen nhám đó. Và nói thêm một chút xíu về những cái tính năng an toàn ở trên cái mẫu xe này thì nó cũng khá gọi là hơi tiết kiệm chút xíu, đó là chính là các bạn được trang bị thắng chống bó cứng phanh ABS nè. Các bạn sẽ có chức năng khởi hành ngang dốc nè, và các bạn sẽ có thêm chức năng cân bằng điện tử ha. Đó là ba tính năng có trên cái mẫu xe này. Rồi, đây là tổng quan phần ngoại thất ha. Và bây giờ xin mời các bạn đi theo mình để mình giới thiệu cho các bạn phần nội thất của cái phiên bản GT Line nó khác gì với phiên bản X Line ha. Rồi, bây giờ xin mời các bạn cùng mình tham quan phần nội thất của xe Kia Morning All New phiên bản GT Line đời 2020 ha. Thì mình sẽ quay một vòng từ bên ghế phụ qua ghế tài, nó sẽ có cái gì. Thì đối với cái phiên bản GT Line á, thì cái da mà phối hợp với cái màu ghế á, sẽ là màu đỏ. Còn đối với phiên bản X Line á, sẽ là màu xanh chuối ha. Đó, các bạn sẽ nhìn rất rõ đặc trưng. Trong nội thất của phiên bản GT Line sẽ là hai màu đen đỏ, những cái đường line ghế đỏ, những cái đường chỉ đỏ đó. Vô lăng được bọc một bọc da với chỉ đường line đỏ ha. Còn bên hai bên ghế thì có những cái chi tiết hoa văn đó, nó sẽ là màu đỏ, đường chỉ của màu đỏ, ghế phối hợp với những cái màu da đỏ luôn đó. Đó là những cái điểm đặc trưng trên phiên bản GT Line. Nói sơ lại thì phần nội thất các bạn sẽ có một cái màn hình trung tâm giải trí đặt ở ngay giữa xe, có kích thước là 8 inch ha. Các bạn sẽ có một cái chế độ điều hòa tự động, và cái hai cái lỗ thông gió điều hòa nó sẽ thiết kế hình oval đặt dọc đó, hình dạng như hình thoi chứ, đặt dọc đặt thẳng đó. Nhìn nó rất là lạ, cái kiểu thay đổi này nó lạ. Và các bạn sẽ có trang bị nút start up engine ha. Và sẽ các bạn sẽ được có hai túi khí, các bạn sẽ được 6 loa giải trí ha. Đó. Và màn hình của trung tâm, màn hình cho những cái thông số cơ bản thì kết hợp với một cái màn hình LCD đặt ở giữa có kích thước là 4.2 inch ha. Thì bên một đồng hồ, những cái đồng hồ tốc độ, đồng hồ tua máy, rồi xăng. Ngoài ra có cái màn hình LCD 4.2 inch sẽ cho các bạn những cái thông số chi tiết hơn nữa. Đây là trên thiết kế vô lăng 36 rồi. Và đây là cái bộ hộp số tự động 4 cấp ha. Sẽ có cổng USB sạc này nọ các bạn. Thì phần nội thất nó cũng hao hao giống như phần nội thất của phiên bản X-Line của các bạn, tuy nhiên nó khác cái tông màu tối ở trong hơn ha. Các bạn sẽ có một cái kệ tùy tay nhỏ bé xinh xinh. Các bạn vẫn có phanh thắng tay bằng cơ ha. Đó là phần tổng quan phần trước. Và các bạn sẽ được trang bị một cái điểm nhấn mà thường các chị em rất là thích, đó chính là các bạn sẽ có một cái đèn led. Mở cái này lên sẽ là cái gương ha. Đó, mở gương đó, cái đèn led này dành cho các chị em đó. Không, bạn thấy không, dành cho các chị em trang điểm khi dừng xe nha mấy chị, chứ không phải trang điểm khi mà chạy xe nha, đừng có lầm tưởng cái chỗ đó đó. Và cũng như Phương nói, những cái chi tiết nhựa ở trên Kia thì nó khá tệ, cái đường vân của nó khá dày nên nhìn cái nhựa nó hơi thô à. Rồi quay ở phía bên cái ghế tài có những cái thông số cơ bản ha. Lên gương, khóa cửa, mở cửa, chỉnh gương hậu. Hãy Phương quay cái ghế chỉnh cơ một tay.
ghế thì chỉnh cơ 6 hướng ha. Các bạn sẽ có chỉnh được vô lăng luôn, chỉnh vô lăng 2 hướng thôi nha các bạn, chứ không phải 4 hướng nha. Và các bạn sẽ được trang bị một cái khóa smart key, lock với mở lock với mở cốp ha. Rất là đẹp. Cái thiết kế của cái hộp số này nó còn đẹp hơn cái mẫu Wigo của Toyota nữa các bạn. Ông nội Toyota thiết kế cái cần số gì mà nó thô và cố luôn. Đó, cái màn hình 4.2 inch này các bạn. Ổn. Đẹp. Đường chỉ đỏ. Kế đến là cái cốp. Mình sẽ cho các bạn coi cái cốp. Cái cốp của trên mẫu xe này các bạn sẽ có một cái dung tích là 255 lít. Và cái hàng ghế phía sau này các bạn có thể gặp lại 64, nó sẽ tăng lên tới 1010 lít, rất rộng. Và khi mua xe các bạn sẽ bây giờ được trang bị một cái miếng lót đi theo đúng với mẫu xe đó, cái miếng lót nhựa này nè đó. Và các bạn sẽ được tặng một cái bộ thảm làm từ cao su của chính hãng luôn ha. Và đây đó, đây là bằng sau. Nếu các bạn mua chiếc Morning đời mới thì Phương khuyên thật lòng là các bạn nên xem chi tiết ở hai mẫu luôn, X-Line và GT-Line luôn, để các bạn có sự lựa chọn tùy theo sở thích của mình ha. Cá nhân mình thì mình thích cái mẫu GT-Line hơn là X-Line. Rồi, đó là xong cái phần cốp ha, cho các bạn coi cái băng ghế sau ha. Đối với dòng sedan hạng A, dòng con cóc đó các bạn, thì chúng ta không đòi hỏi được ở cái băng ghế sau rộng đến đâu. Tuy nhiên đối với cái mẫu xe này thì các bạn vẫn có được không gian để ngồi ok ha. Ghế sau lùi ra cho các bạn coi dễ thấy hơn ha. Đó. Ok, nhanh gọn lẹ. Rồi bây giờ xe Phương sẽ cho các bạn coi cái khối động cơ dưới nắp capo. Và có một cái điểm mà Phương lưu ý các bạn, đó chính là hai cái điểm cơ bản, đó chính là mở nắp bình xăng thì các bạn sẽ có một cái lẫy ở đây ha. Và mở capo thì các bạn sẽ có một cái lẫy ở đây. Cái này không cần ví dụ nhưng mà Phương quay cho các bạn biết. Bây giờ thì Phương sẽ mở nắp capo nè. Đối với mẫu xe này thì nó sử dụng cái động cơ K3 thế hệ mới. Các bạn mở nắp capo lên ha, thì ở đây sẽ có một cái thanh chống đỡ, chống ngay góc này. Đó, ngay góc này khó thấy, Phương chỉ cho các bạn thấy. Đối với trên cái mẫu xe này thì nó sử dụng cái khối động cơ K3 ở thế hệ mới, có dung tích là 1.25 lít cho công suất là 83 mã ngựa ha. 83 horsepower đó các bạn. Và đây là cái khối động cơ được đặt ở dưới trong nắp capo đối với cái mẫu xe này. Ổn ha, gọn gàng, liền mạch, đơn giản vậy thôi. Rồi, đóng lại. Đó, đóng lại thì các bạn gạt lên đó ha. Đóng thì các bạn thảy xuống mảnh xíu đó. Rồi, và đó chính là tổng quan hết cái phần đánh giá ngoại thất cũng như nội thất ở trên cái mẫu xe Kia Morning All New đời 2020 phiên bản GT-Line ha. Có giá bán là 439 triệu. Và khi mẫu xe này lăn bánh, Phương nghĩ nó lăn quanh ở đâu 500 triệu. Thì đối với cái mức giá này nó khiến cho các bạn rất là so đo với nhiều mẫu xe ha. Rất mong các bạn sẽ chọn được những cái mẫu xe ưng ý phù hợp cho mình. Còn bây giờ clip tới đây là hết rồi. Xin hẹn và gặp lại các bạn ở những clip sau.